chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ninh hòa cảm thấy phụ nữ quả thật là sinh vật đáng ghét đương nhiên lời này không thể để cho họ nghe thấy bằng không hắn rất có thể bị hành hạ thê thảm ninh hòa bộ dạng phục tùng mở máy tính chỉ thấy trên màn hình là một nữ tử xinh đẹp đang tạo dáng trên đỉnh đầu là một cái tên gồm có sáu ký tự nhưng với sáu ký tự này hắn chỉ biết ba chữ còn lại thật sự mù đối với phi chủ lưu gì đó ninh hòa ban đầu là không ý kiến tiểu hài tử, thích nháo liền nháo đi, đối với hắn là không có quan hệ, nhưng nếu nhân vật trên màn hình kia không phải là nạn lập trên tài khoản của hắn, nếu trò chơi vận mệnh này một cái tài khoản không phải chỉ có thể lập một cái tuyệt sắc, nếu một chứng minh thư không phải chỉ có thể lập một tài khoản, nếu như lập tài khoản không phải tốn nhiều tiền, Ninh Hòa cảm thấy, hắn là có thể nhẫn xuống. Nhưng căn cứ vào nhiều mặt trên như vậy nếu, Ninh Hòa hoàn toàn mắt trận trắng, hắn nhìn trần nhà, dừng trong chốc lát, hỏi. Ngươi rốt cuộc đối tài khoản của ta làm cái gì? Ai nhà biểu ca ngươi đừng sinh khí, ta này không phải là chơi hai ngày cũng đã sắp chết, tìm ngươi đến cứu mạng sao? Cái gì gọi là tìm hắn tới cứu mệnh, hắn nhớ rõ, một tháng trước nghe nói Ninh Hòa không còn chơi trò du hí nữa, biểu mùi Đào nguyên liền tặc lưỡi cười hề hề, bắt đầu nịnh nọt. Thẳng đến ba ngày trước Ninh Hòa mới rốt cục không chịu nổi nói ra tài khoản mật mã của mình cho Đào Nguyên, lúc ấy Đào Nguyên cũng nhận lời làm tới cùng, thế nhưng mới được có ba ngày, là ba ngày đó trời ạ, à, Ninh Hoa nhìn màn hình trên đỉnh đầu nhân vật đã có nguy hiểm cảnh cáo. Sinh mệnh thời gian của ngài sở thẳng không nhiều lắm, tiêu hao xong nhân vật sẽ tử vong, thỉnh chú ý. Mà thời gian nữ tử có thể dùng cũng xác thực không nhiều lắm, tiếp qua vài giờ, nàng cũng liền nên thuận theo thiên mệnh nằm xuống chờ chết, người không thể đi làm điểm nhiệm vụ sao. Xa cách tân thủ thôn đã ba năm, Ninh Hòa nghĩ không ra thời kỳ tân thủ trong trò chơi làm thế nào tránh hết thời gian, nhưng hắn lúc ấy là bình yên liền hoàn thành nhiệm vụ thủ, kiếm thời gian cũng đủ để hắn một vòng không ngủ không ngớt ngoạn trò chơi, này coi như là sự nhân đạo của trò chơi, ở trò vận mệnh này, thời gian chính là hết thảy, đầu tiên khi tiến nhập trò chơi, hệ thống sẽ phân phối cho tân thủ một khoảng thời gian nhất định, để ít nhất người chơi ở tân thủ thôn đi ra sẽ không vô. Duyên vô cớ liền chết yểu mà thông qua hoàn thành nhiệm vụ thủ, đồng dạng có thể kiếm thủ thời gian, đó chính là cái lợi cho ra tân thủ, người chơi cũng vẫn là áo cơm không lo. Nhưng còn về sau thế nào, phải xem chính mình cố gắng ở dưới lệ mục nhìn chăm chú của Ninh Hòa, Đào Nguyên giơ tay chỉ kia, nhiệm vụ trước đó có thể làm ta đều đã làm, hiện tại trên người nếu tiếp cái nhiệm vụ kia, tuy ta muốn làm nhưng không chừng, một lát sau sẽ chết, mà còn là chết thật sự. Vậy thời gian đều đi đâu hết? Đợi chút trên đỉnh đầu ngươi đóa hoa kia là cái gì vậy? Ninh Hòa nhanh chóng mở ra trang bị nhân vật, nhìn thuộc tính khiến hắn hoàn toàn vô lực, vật phẩm. Trang sức, không gia tăng thuộc tính, trong trò chơi vật phẩm trang sức đều là như thế, không có ngoại lệ. Nếu là Ninh Hòa, hắn tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí mua vật phẩm trang sức trên, nhưng hắn cũng không ngờ trên đời này thật là có người sẽ vì vật phẩm trang sức mà lãng phí tiền, thời gian. Đương nhiên, đối với người chơi dư giả, mua vật phẩm trang sức cũng không hẳn có vấn đề nhưng đối với một người mới đi ra từ tân thủ thôn thì đây quả là một hành động ngu ngốc quên đi quên đi ngươi đi về trước này ta xử lý đem nhân vật thối lui ninh hòa xoay người cấp đào nguyên mở cửa thả cho nàng chạy thoát hiểm nàng nếu không nhanh ninh hòa cũng không cam đoan sẽ không cho nàng một trận đối với tính tình của ninh hòa đào nguyên vẫn là biết chỉ cần hắn gật đầu chuyện kia khẳng định sẽ không vấn đề nàng vội vàng vọt đến ngoài cửa vẻ mặt chân thành tươi cười. Kia ca, ngươi mau mau a, à, ta sẽ cân nhắc trò chơi khác. Này vận mệnh cái gì, ta thực lộng không được. Nói xong, liền nhanh như chớp mà biến mất, đóng cửa lại. Ninh Hòa quay đầu nhìn màn hình, nhân vật nữ kia vẫn tiếp tục ống eo tạo dáng, hoàn toàn không dấu hiệu tử vong. Nhưng cũng chỉ có thể ở xung quanh khu vực này, còn một khi tiến vào trò chơi, thời gian bắt đầu đếm ngược không chừng đi lên hai bước liền ngã ninh hòa đem con chuột chuyển qua nhân vật đang chuẩn bị tiến vào trò chơi chỉ là ninh hòa có chút băn khoăn không biết chính mình có nên hay không tiếp tục lần cuối ngoạn trò chơi này là ở ba năm trước từ ban sơ đến công hội hắn ở trò chơi kết bạn với một đám hảo huynh đệ tư thế hào hùng hoành hành giang hồ nhưng sau một thời gian sẽ có người mất hứng thú đầu tiên là có bằng hữu chết vì hết sạch thời gian sau lại có bằng hữu bởi vì cuộc sống có chút bận biệu mà ly khai trò chơi. Vô luận là chủ động hay là bị động, một khi có một người rời đi, sau này sẽ có đến hai ba thậm chí nhiều hơn, giống như cơn hồng thủy áp đến liên tục. Cuối cùng, chỉ sóc lại Ninh Hòa khi đó, nhìn bản thân còn thừa nhiều thời gian, Ninh Hòa cũng rất hận. Này xưng là huynh đệ, như thế nào có thể đem thời gian giao dịch cho hắn, dùng một lời nói dối mà lừa hắn vào một âm mưu khác có lẽ ngày nào đó ta sẽ rồi trở về đến lúc đó trả lại ta cũng được ước chừng một năm ninh hòa một người cũng không có đợi được rốt cục ở một tháng trước ninh hòa cũng bị bức bách ly khai trò chơi nguyên nhân đơn giản không đáng giá nhắc tới gần như chính là bởi vì đắc tội một nữ nhân sau đó liền bị nữ nhân kia cùng hạ thần tiễn đưa khỏi trò chơi về sau hồi tưởng lúc ấy chính mình như thế nào mà xúc động đây không phải là tính cách của hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn biết kia có lẽ là tình cảm có trong tiềm thức hắn chờ không nổi nữa hắn rất muốn buông dựa vào cái gì những người đó lưu cho hắn một cái không có tương lai khiến cho hắn một mình ở đó chờ mong cho nên hắn chính là bản thân tìm một cái cớ thẳng đến khi ninh hòa phát hiện nguyên lai hắn vẫn là không bỏ xuống được một tháng như thế nào có thể đủ để quên đi tình nghĩa hai năm huynh đệ như thế nào nhẫn tâm để một năm chờ đợi trở thành bọc nước mà xui quỷ khiến thế nào ninh hòa vẫn là tiếng nhập trò chơi mỗi nhân vật sau khi tử vong, sẽ được vinh dự lưu lại một pho tượng nhân vật trong đại sảnh, nơi này là nơi ghi lại lịch trình của các ngoạn gia trước. Ninh Hòa, Tống Thời Nguyệt tuy rằng cuối cùng bị chết không được đẹp cho lắm, nhưng tốt xấu vẫn là để lại rất nhiều quan huy. Hắn như thế nào có thể để lại trong đại sảnh vinh dự một nữ pho tượng phi chủ lưu xinh đẹp, mặt trên viết. Chết ở Tân Thủ Thôn. Đấy thực sự là sỉ nhục, cho nên hắn không thể để chuyện như vậy phát sinh nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả